chào quý bà con nha. Hôm nay mình đi quay miếng ruộng lúa đầy thơm bà con. Còn quấn cục hết trơn bà con ơi. Lúa qua chúng luôn mới cắt nửa miếng rồi bà con, mà bao đậy chứ này. Đây là máy 105 thái nha bà con, 105 ít thái. Đây bà con, 105 ít thái bà con. Rồi mình quay dàn bông cho bà con xem. Không dữ lắm bà con ơi, quấn cục luôn á. Đây, đây là miếng ruộng rước hộp nha bà con, kế cái miếng đất 8 công của mình, bán 6.950 mà thương lái xin hết 150 nha bà con, còn 102 ngày cắt. Đây là 3 công gửi mà lúa nằm hai đầu mà cốp đầy vậy nè. Rồi ổng gần hết bao luôn rồi. Rồi con bông lá đài còn rất đẹp nha bà con, một lúa cũng còn tươi đàng hoàng, lúa còn tươi, vé còn tươi hơn nha bà con, với lúa còn tươi lắm bà con ơi, không có một hột lem luôn, lúa này không có hột lem là thấy vô trúng rồi bà con ơi, như cái miếng của anh mình vậy, quá trời luôn. Mỗi dòng lúa còn một dòng nữa là xong rồi bà con. Mà không biết như bao đây để mở điếm gì. Cái này là đất của cậu mình nha bà con. Hiện tại là mở mình điếm là ở đây là 32 bao, thêm 3 bao nữa là 35 bao đó bà con. Ghe mắc kẹt, mắc cạn rồi. Đem cái vỏ vô kéo rồi, với tối quá công đoàn nó về rồi. Ghe đó đó mà nó vô nó kéo cái ghe kia cạn rồi. Nãy nghe bà chú ghe nói gì á. Nha bà con. Thấy là một bao là mấy là bình thường rồi đó. Quá lúa luôn. Ở đây không là 35 bao đó hả? 35 bao là ngon rồi. Ở trên đó nó kìa. Mới phân nửa mà 35 rồi đó. Là có giạc dưới đây là 35 bao đó bà con. Còn đồ trên là mình chưa đếm nha. Đây 35 bao rồi bà con ơi. Đó thêm 3 bao nữa là 38 nữa bà con. Nhưng mà còn trong còn nha bà con. Còn chưa xả. Đây rất coi cái đường bao nhiêu. 38 bao đó bà con. Trong bồn nữa bà con ơi nó. Trong bồn đang xả bồn ra nữa đó bà con. Xả 2 bao nữa bà con ơi. Là 40. Dưới đây không là 40 bao đó bà con. Còn trên đó cậu mình đang đếm đang đi xuống đó bà con. Đây tổng cộng là 71 bao bà con ơi. 70, đem 72 bao mà dư một bao cho ba công cử nha bà con. Công trên 20 bao nha. Quá trời lúa luôn bà con ơi. Rồi video mình xin kết thúc tại đây nha bà con. Chúc bà con nhiều sức khỏe và mùa lúa chúng mùa nha. Rồi bà con.